Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định, người lao động sẽ được người sử dụng lao động chi trả một trong hai loại trợ cấp là trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm. Vậy, khi nào người lao động được nhận khoản tiền trợ cấp này? Hãy cùng Luật Việt Nam tìm hiểu về vấn đề này trong video hôm nay. Trước tiên, cùng mở điều 46 Bộ Luật Lao động năm 2019 để xem người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng trợ cấp thôi việc. Theo đó, để được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, người lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện sau. 1. Làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. 2. Chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau. Do hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp phải gia hạn cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo tổ chức, đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ. Hoàn thành công việc theo hợp đồng. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không được trả tự do, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng theo bản án, quyết định của tòa án. Người lao động chết, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Tuy nhiên, dù đủ điều kiện hưởng nói trên, nhưng nếu người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định hoặc tự ý bỏ việc từ 5 ngày liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Trong khi đó, với trợ cấp mất việc làm, người lao động sẽ được chi trả nếu đảm bảo các điều kiện tại Điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2019. Thứ nhất, đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ hai, bị mất việc làm bởi một trong các lý do sau. Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ. Trường hợp này được hiểu là việc doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động hoặc thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm hoặc thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Lý do kinh tế có thể là khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Có thể thấy, cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm đều do doanh nghiệp trực tiếp chi trả cho người lao động. Nhưng tùy vào căn cứ chấm dứt hợp đồng mà người lao động có thể nhận được trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm. Vậy, số tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm mà người lao động được nhận là bao nhiêu? Cả hai loại trợ cấp này đều được tính theo thời gian người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi loại trợ cấp sẽ được tính theo công thức riêng. Cụ thể, trợ cấp thôi việc bằng 1/2 nhân thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp nhân tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi thôi việc. Còn trợ cấp mất việc làm được tính bằng thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp nhân tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi mất việc làm. Trong đó, thời gian làm việc tính hưởng các loại trợ cấp trên bằng tổng thời gian người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp, trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Lưu ý, từ năm 2009, người lao động chỉ cần ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động chỉ được xem xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc với các khoảng thời gian không được đóng bảo hiểm thất nghiệp, đó là thời gian làm việc trước năm 2009, thời gian thử việc không được đóng bảo hiểm, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản. Thời gian tính hưởng trợ cấp sẽ được tính theo năm, tức đủ 12 tháng. Trường hợp lẻ tháng sẽ được làm tròn như sau. Thứ nhất, có tháng lẻ ít hoặc bằng 6 tháng được tính bằng 1/2 năm. Thứ hai, trên 6 tháng được tính bằng 1 năm. Ví dụ, chị A đã ký hợp đồng làm việc cho công ty X trong thời hạn 3 năm, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 với tiền lương mỗi tháng là 7 triệu đồng. Trong khoảng thời gian này, chị có 2 tháng thử việc không đóng bảo hiểm và 6 tháng nghỉ thai sản. Khi nghỉ việc do hết hạn hợp đồng, chị A sẽ được nhận trợ cấp thôi việc với thời gian tính hưởng trợ cấp là 8 tháng, được làm tròn thành 1 năm. Tương ứng với đó, mức trợ cấp thôi việc của chị A nhận được là 3,5 triệu đồng. Với những thông tin được cung cấp trong video này, mong rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm, cũng như cách tính hai loại trợ cấp này. Để ủng hộ Luật Việt Nam sản xuất thêm nhiều video mới, bạn vui lòng bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những kiến thức pháp luật hữu ích.